AP của bạn đâu rồi? Mà nó vẫn còn Akshan nữa không? Akshan của bạn đâu rồi? Huyền nhà. Này không có một tác dụng gì hết luôn. Ai giết được một quân. Nhưng mà cảm giác Kama vẫn đuối hơn so với Elcock. Elcock dễ chơi hơn. Năm môn dịch. Ok. Thì nên cũng phải có một con chứ. Understand why you're so cold. This dawn when we kiss feels so different. Baby, tell me how did you get so cold enough to chew my bone? Thế là còn IRE nữa ha. Mỗi round tiết kiệm một máu là đủ rồi. Slow roll dịch đi à? Có thể giết được hai quân không? Ui, còn bài giấy có giết ba quân luôn. Đừng thắng là được. Nó ô lắp đầy máu đấy, chậm quá. Không không thắng được. Nghèo quá, thọt mất một tiền ở đây. Vứt mấy cái này ra khỏi trò chơi thì nói thật đó. Cái này là lồng đèn của Threat thì tôi không nói. Mất tiền để đổi lấy những thứ vô dụng như này nhạt phải nổi. Ui, 3 con cấp 2. May nó không kích được tập hệ gì đúng không? Sợ đánh con Clet à, tại vì con Clet nó lao lên trước, xung phong lên. Ok. Reasonable. Giết được con Clet luôn. Giết được Archok không? Không. Không tệ, không tệ, 88 máu thua 3. Không tệ lắm. Nhưng mà trận này cảm giác không đủ giàu để reroll ấy. Bây giờ mới có 10 đồng, lần sau là 20 đồng, lần sau là 30, sau nữa mới là 30 đồng. Vãi cặc. Đi mẹ đéo có nước mắt luôn. Nói game lòm thì tự ai. Hôm nay được một trận thăng hoa, mấy trận sâu đen quá. Tôi thà trận nào nó cũng đều đều như nhau ấy. Chứ được trận đỏ, trận đen á, nó cũng mệt lắm, chả bánh cuốn gì cả. Con nào giết cân tốt nhất, Sezu. Đáng hay Karim ngon hơn. Karim đứng vào tank solo câu thời gian thì sẽ ngon hơn. Con Sezu thì được cái là nó hút một mục tiêu. Chắc chắn là dồn sát thương vào một mục tiêu. Đấy, dồn phát chết luôn Ire. Để cho con Zeke nó ném. Chết luôn Riven. Đó. Nice. Thám 2, má thôi 4 tập, thôi 4 phát thám 2 ạ. Nghĩa thật sự không biết được, cũng có thể là ấn quỷ.
Karma ý trời hả? Không, thật ra thì nếu các bạn đánh thiên về việc đánh con dích ấy, thì rất dễ chuyển nó Karma. Nhà này đã có Karma rồi này. Chứ có gì lạ đâu. Nói chung là ván trước là tôi khá chắc với các bạn là tôi lấy được con Temo đấy thì tôi không bao giờ top 8 luôn á. Nhưng mà không lấy được con Temo đấy thì top 8. Nhưng cũng chả biết làm sao được. Người ta chơi theo kiểu đấy, mình không làm gì được ấy. Người ta chơi kiểu mà sao giống mình thắng ấy nhỉ? À, mình thắng mẹ rồi. Dịch khỏe quá. Đây là không có ma pháp sư nhá. Oh shit. À, sao nhà cấp 5 thua được nhà cấp 4 nhờ bro. This game suck. Suck my big black cock bro. Tôi không hề đen. Ai đen vậy? Không phải là tôi. Cái gì? 70 tiền level 8 rune không ra một con kêu nào à? Đen thôi bạn. Mọi thứ trong trò này đều có thể quy ra chữ đen mà, có gì đâu. Mệt nhỉ, nhìn con xin ra. Để một Poppy, con Poppy đứng đấy nửa ngày chờ chết chán vãi lồn. Mọi thứ trong thế giới này bình sinh đều có thể quy ra là chim bé. Chơi thần sứ cũng được. Không đến mức bánh cuốn lắm nhưng mà được. Đợi thì tôi đi vệ sinh phát nha mọi người. Thua đúng không? Nidalee kia mà không thua thì mới là lạ. Karma 4 đấu sĩ à? Này đâu 4 thần sứ. Đứng cạnh nhau như này thì à đâu kéo được con Karma này. À, vẫn thua rồi, đứng cụm quá. Khó nhờ, người ta đỏ vãi cả cứt. Ok, finally a tear. Ôi, thằng kia lấy nước mắt không? Hay mình lấy Sojin nhỉ? À đâu, đéo có Sojin mà lấy luôn. Mà dịch đẹp Sojin nó tù. À Nidalee 2 ba đồ đẹp đứng trước luôn, sợ thật. Giờ chơi game này toàn mấy bọn nó đỏ kinh người luôn đấy.
Xong chúng nó kiểu tao là vô địch, tao là nhất. Thế là gì được? Khoảng cách đến là như nhau. À, còn mỗi con stress thôi. Sao thua được? Nói chung trận này nghèo, không có chuỗi gì cả. Rune đen là thua luôn. Đồ không bao giờ có lựa chọn luôn. Không cho chọn luôn. Toàn Hammer cấp 7. À chán. Chơi phép tạo đồ vật lý à? Thì tôi bảo mà cái đấy nó là hên xui thuần túy luôn. Các bạn có tính toán nó cũng gần như là vẫn là hên xui thuần túy. Nó chỉ đỡ một phần nào đấy nếu các bạn tính toán tốt thôi. Nhưng mà nó không có trường hợp là các bạn không bị nát quá được ấy. Và nếu mà các bạn, nếu mà người ta đỏ ấy, thì các bạn cũng thua. Nên về cơ bản thì phiên bản này là phiên bản dành cho sự hên xui mà. Một máu của mình. Okay. Tôi không nghĩ là nó là trùng hợp. Nếu là hồng đồ mà như thế thì mình lắp xẻng ma pháp sư là không đúng. 6 ma pháp sư à? 6 ma pháp sư Temo hoặc là Kama. Vượt bẫy. I'm down for Chuckler. Không nhầm thì là thế. Failure 2. Ê, Lobby có một nhà Velcock phải xếp nguyên với nó cho đến khi nào gặp nó thì thôi. Chơi game chả vui gì cả. Ê, thua một quân. Thua một quân là tốt rồi. À đâu không, vẫn thua nhiều hơn một quân rồi. Thua 4 quân lận. Tại thằng này all in rồi mà. Chắc lại top 8 thế rồi. Mấy trận này đen quá. Đúng là xẻng thật.
nãy mình nên đợi không? Nhưng mà lắp xẻng ma pháp sư lượt đấy nó cũng có lợi. Sao lượt sau Onin không sao cả, không sao cả. Nếu không thì mình lấy một xẻng ma pháp sư nữa, đánh 6 ma pháp sư thôi. Nhặt thêm gậy cũng không là nó không bánh cuốn đấy các bạn. Sáu ma pháp sư nhá thì các bạn sẽ một này, hai này, có hai con rồi này, con này là ba, thiếu một con Velcork nữa lên cấp này, xong rồi thay cả ba con này bằng ba con thây ma này, thay con này nữa vào bằng một con gì, bằng con Ivan nữa. Tin á, tin sức mạnh của niềm tin nó chả có ý nghĩa gì đâu các bạn, thật. Nghĩ đến niềm tin thì tôi nghĩ đến niềm tin đã mất, giọt nước mắt cuốn ký ức anh chìm sâu rồi các bạn. Chưa kịp thay vào. Nói đến niềm tin. Sao ma pháp sư đam to ấy cứ. Liều mạng cho rồi thì bắt buộc phải liều thôi mà. Các bạn có lựa chọn nào nữa đâu. À, chắc là tạm thời phải ngắt xuống 4 4 ma pháp sư. Không có chỗ cho con Lulu rồi luôn à. Tôi đang muốn có một con Zik khác thôi. Hơi khó. Thằng tanh của mình yếu quá. Anh có tháo đồ à? À quên. Xin lỗi các bạn. Cái tháo đồ đối với tôi nó là một cái gì đấy nó không tồn tại. Tôi không biết tại sao luôn ấy, nhưng mà lúc nào tôi cũng cảm giác như nó không tồn tại. Không biết tại sao luôn á. Hai bút bẫy à. Ồ. Lắc lác nào đâu. À, vẫn còn Ivan 2 nữa, Brain 2 nữa. Demo ở đam lên đến ngàn chưa? 500 tám mấy.
Ất cũng phải có Ivan 2, Ivan 2 mới đủ tanh. Sáu pháp sư là 70 AP, một chiêu là 10 AP luôn. Điều vút bẫy không bao giờ là sai ha. Cho ai phần 2 đi game ơi. Xúc sắc làm gì? Xúc sắc lấy ai phần 2 á. No thank you. Xếp đẹp với nhà này này. Hoàn hảo luôn đấy. Nếu mà thua nhà này được thì không biết nói gì luôn á. Một phát bom 700 đam của Temo kìa. Úi dồi ôi. Boom. Không phải là trận top 8. Mình hơi sợ với nhà vật lý, mình không có giáp. Lucian sấy căng ấy. Sấy hết. Bị lỗi kìa. Mất chiêu kìa. Game dạy lỗi nhiều vậy. Demo không đủ hút máu thì sao? Rèn lại nọ set á. Thế ra rèn lại nọ set hoặc ra lưỡi kiếm tử thần thì sao? Tôi không biết tại sao ấy. Các bạn toàn nói những câu buồn cười vãi cứt. Thế nếu mà rèn nọ set ra lưỡi kiếm tử thần thì sao? Câu hỏi đặt ra nó chỉ đơn thuần là thì sao? Ui, một bom của Temo má. Rồi Temo đi luôn. Phải có người làm đi. Hay quá. Team nhiều buồn đam. Con nào ma pháp sư cũng là sát thương hết. Và đây, sau đấy tôi thua. Ê, dạ. Hay quá. À. Nhìn team đam cân vãi rồi. Hơi đen cho Temo là chết sớm. Temo. Ủa còn Temo lại còn tóc gai nữa. Làm ơn đi cậu ơi, xin đấy. Please đừng thế. Ồ. Buồn thế. Lúc nào cũng thua 50-50. Không bao giờ thắng được 50-50 một lần trong đời luôn ấy. Thật sự luôn ấy. Buồn. Dần đấu sĩ ạ. No thank you. Nếu mà nhà nào thích giết nhà mình thì cũng dễ rồi mà. Xếp với nhà mình là mình cút thôi. Đen nhở. Afe của bạn đâu rồi? Mà nó vẫn còn Akshan nữa không ạ? Akshan của bạn đâu rồi? Huyền nhà. Tôi chỉ cần đúng một con Ivan 2 rồi tôi lên cấp 9 này. Nhà này cũng thua luôn rồi hay sao ấy. Lấy con Temo xuống mộ. Hai bạn. Này. Biết sao giờ. Nó cũng không muốn cho mình lấy. Nhưng mà chắc chắn là nó lấy cũng chả để làm gì. Nó lấy nó cũng xuống mộ rồi. Cái vấn đề là anh em không đủ máu để mua ấy. Nên nếu mà lấy được thì đấy là cái cơ hội duy nhất rồi. Tôi chắc chắn không bỏ 6 mã pháp sư rồi. Con này cũng không bỏ được, con này cũng không bỏ được. Volipe cũng ngon nhưng mà thôi bỏ qua đi. Khi lên 9 đáng hay. Top 5 không tệ. Top 5 không tệ nha.
Đây là nó lớp Temo của mình, may thế mình né. Ok, không tệ. Rác ăn thì phải. Cần phết nhở. Rác ăn. Nó một con Ivan thôi mà khó thế. Nãy giờ anh em mình đo kỳ roll bao nhiêu lần để ra một con Ivan rồi. Mẹ roll phải tầm 20 tiền đấy nhở, 30 tiền. Sáu ma pháp sư á, sáu ma pháp sư đang to lắm. Vấn đề là, đấy là lý do mà tôi có cả volleyball mà tôi có dám bỏ ra ngoài đâu. Tôi bỏ đi sáu ma pháp sư đâu. Sáu ma pháp sư OP mà. Ginsu. Actually for you. Tại vì như thế thì con zombie của mình cũng được đồ. Tất cả mọi người bây giờ sẽ đều xếp với nhà tôi rồi, tôi cũng chưa biết chơi gì nào thật. Action cân hết được không ta? Action 2 versus 5. Bom. Ok, cút luôn Action 2. Action 2 top 5. Kích W. Vua mọt. Sắp máu vua mốc. Nên là không bỏ được vào thây ma. Morello không ngon. Máy chiếu ngon không ta? Máy chiếu không phải với nhà nào cũng ngon. Ôi nhưng mà với nhà này cái máy chiếu quan trọng hết. À, câu giờ đi máy chiếu đi. Vừa lốc vừa chiếu. 20 máu, có chết được 20 máu không nào? Có thể. Chắc là không, không chắc lắm. Gần chết. Top 3. Thằng này mạnh lắm, không top 1 được đâu ạ. Thằng này mạnh lắm. Nhìn thằng này đã thấy OP vãi cả nồi rồi. Không mà mình xếp đẹp quá. Xếp đẹp như này mà thua thì chịu. Xếp đẹp như này không được phép thua ấy. Top 2. Có cửa top 1 luôn. Có cửa top 1 luôn các bạn. Ừ.
56 tiền. Lắp được vali. Nhưng mà demo chết rồi. Chắc là thua. Phèo có ơi, Zyra ơi. Oh shit. Vẫn phải đánh một round nữa. Đam vật lý hay đam phép nhỉ? Nó cũng có đam phép à, mà chắc chắn là volley rồi. Năm mươi, 50 hát từ demo hoặc là kêu. Mày quá. First or 8. Top 1 hoặc top 8.